Tại cảng tổng hợp Thị Vải, thị xã Phú Mỹ, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã tổ chức lễ đón tàu du lịch MSC Splendida, quốc tịch Panama, chở gần 1.400 du khách nước ngoài cùng 1.200 thủy thủ đoàn cập cảng. MSC Splendida được đánh giá là một trong những chiếc tàu biển xa xỉ nhất thế giới với các khu vui chơi và giá trị xa xỉ trên một diện tích sàn 450.000 m². Sau khi cập cảng tổng hợp Thị Vải, có khoảng 800 du khách làm thủ tục xuống tàu. Trước đó, các du khách được lực lượng chức năng đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong các địa phương an toàn, chưa có trường hợp nghi nhiễm virus COVID-19.